Quốc Dũng và anh Tài Nghệ rất vui khi được gặp lại quý vị ở game show Chiếc Cân May Mắn với sự tài trợ của hệ thống siêu thị Big C. Vâng thưa quý vị, với tiêu chí cân đúng trúng quà, quý vị có thể rinh về nhà cho mình những sản phẩm hết sức là giá trị, hết sức là tinh tế. Vậy thì quý vị ơi, còn chần chừ nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với game show Chiếc Cân May Mắn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là một chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chính vì thế chúng tôi có một sự thay đổi. Bình thường là trong chương trình chúng ta mở một đội chơi gồm có một bạn nam và một bạn nữ, đúng không? Dạ. Nhưng hôm nay là chúng ta tôn vinh những người phụ nữ. Dạ, đúng. Vì thế chúng tôi mời đến trường quay 3 đội chơi và tất cả đều là nữ. Trong đó có 2 đội chơi rất đặc biệt. Họ là ai? Họ là những nữ nghệ sĩ được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Ngay bây giờ xin được giới thiệu đội chơi đầu tiên là của nghệ sĩ Thủy Mười và chị Như Hạnh. Và đội chơi thứ hai là một cặp khán giả mà chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên tại trường quay, cũng là 2 vị khán giả nữ. Xin mời đội chơi của Kim Anh và Mỹ Hạnh. Và đội chơi thứ ba là một gương mặt nghệ sĩ vô cùng quen thuộc với chúng ta, đó là đội chơi của nghệ sĩ Phi Phụng và Bích Lộc. Xin chào tất cả các chị em. Ngày hôm nay các chị em đều rất xinh đẹp. Có lẽ vì ngày của chúng ta, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, cho nên các chị em ai cũng ăn diện cả. Áo đầm, rồi áo hộp, áo hồng, áo hường, áo cam, đủ màu, đủ sắc hết. Rất là dễ thương. Vậy thì bây giờ xin được hỏi đội này của chúng ta, hãy giới thiệu về bản thân đội mình nè, cũng như là các thành viên, công việc của mình là gì, và khi đến đây chúng ta có cảm nghĩ gì? Xin chào các anh chị, tôi tên là Mỹ Hạnh. Còn người bạn cùng chơi với tôi là chị Kim Anh. Và đội của tôi mang tên là Dịu Dàng. Bởi vì hôm nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 nên tôi xin chọn tên Dịu Dàng. Đúng rồi, Dịu Dàng cũng là một đức tính rất là quan trọng của người phụ nữ mà. Dạ, xin cảm ơn hai chị. Xin tạm chia tay hai người phụ nữ Dịu Dàng chút xíu nha. Qua bên đây gặp gỡ với hai người phụ nữ coi bộ cũng không biết có gọi là dịu dàng được hay không. Mém dịu dàng. Mém dịu đúng không? Xin mời đội của chúng ta giới thiệu về mình đi nào. Tôi là Phi Phụng và người chơi với tôi là Bích Lộc. Đội tụi tôi lấy tên là Nói. Trời ơi. Trời ơi, sao hai cái màu nó khác nhau dữ quá không biết nữa. Bên đây người ta êm má, người ta nhẹ nhẹ, qua đây cái nói loa. Trời ơi, có khi nào hơi đè MC đã cắn không trời? Chắc có. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi, chúng ta cùng làm quen với đội cuối cùng nào. Và đội cuối cùng xin mời hai chị giới thiệu về đội của mình. Dạ, mình là Thủy Mười. Bạn cùng chơi với mình tên là Như Hạnh. Bên kia là đội Dịu Dàng. Bên đây nổi loạn nghe mờ tim quá. Bên đây biết đội gì nghe nó êm ái hay không? Cho nó êm ái. Suy nghĩ các coi. Tại vì mình là ngày 20 tháng 10. Đúng rồi. Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Đúng thế. Bên đây là Dịu Dàng, bên đây là Nổi Loạn. Trời ơi. Cá tính chút. Trời ơi. Trời ơi. Đúng như vậy, phụ nữ hiện đại ngày nay đôi khi cũng cần phải có cá tính một chút luôn nào. Đúng. Mới có một cái sự độc lập, có sự mạnh mẽ. Đúng. Mới có thể đứng ra ngoài xã hội làm việc không thua cánh đàn ông. Đúng, chính xác là vậy. Ngoài ra mình quyết định là cá tính. Cá tính này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã gặp phải 3 đội chơi với 3 màu sắc khác nhau. Rất cá tính. Màu nào cũng hay, màu nào cũng lạ, màu nào cũng ấn tượng cả. Vậy thì chúng ta hãy cùng cổ vũ cho cả 3 màu này được không nào? Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Vâng, xin chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Quý vị thân mến, sau khi bốc thăm một cách ngẫu nhiên thì 3 đội chơi đã tìm được 3 chiếc hộp bí mật cũng như là 3 vị trí đứng của mình. Bên trong chiếc hộp này chúng tôi có những sản phẩm khác nhau. Chúng ta sẽ có 1 phút để mỗi đội sẽ nhấc toàn bộ chiếc hộp này lên và sau đó đoán thử xem trọng lượng của chiếc hộp này là bao nhiêu. Chúng ta mà đoán chênh lệch 100 gram, chúng ta sẽ bị mất đi 100 điểm. Và để cho 3 đội có thêm động lực cũng như là cái nguồn vốn ban đầu đó, cái nguồn vốn mà chúng tôi cung cấp sẽ có 5.000 điểm cho mỗi đội nha. Vâng, xin mời hai cô gái xinh đẹp ạ.
5.000 điểm này có thể tăng lên hoặc có thể giảm đi tùy thuộc vào chúng ta đoán ra trọng lượng có chính xác hay không. 5.000 điểm dành cho đội dịu dàng, 5.000 điểm dành cho đội nổi loạn, và tất nhiên 5.000 điểm để dành cho đội ca tăng. Và để cho các bạn có thể quen được với cảm giác về trọng lượng, ở đây nhìn sang bên đây chúng ta thấy có một cái bàn gồm có 5 cục tạ 1kg, 2kg, 3kg, 4kg và 5kg. Chúng ta mỗi đội sẽ cử một người đại diện qua bên đó nâng thử tạ lên để làm quen với cảm giác. Và sau đó chúng ta về đây chúng ta nâng chiếc hộp này, chúng ta sẽ dễ dàng đoán ra được hơn. Rồi xin mời các đội. Sau khi tập tạ xong thì đội cá tính chúng ta cảm giác bây giờ nó làm sao? Thì lúc tập xong hơi nổi chuột chút xíu, bỏ xuống hơi mỏi. Giờ khỏe không? Đớm khỏe. Mắt nổi đom đóm đớm, nhưng mà phải cố gắng để thử cái thùng này chứ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một phút, chúng ta nhấc cái thùng này lên và sau đó chúng ta sẽ thảo luận bàn tính với nhau xem là đưa ra con số là nó bao nhiêu ký nha. Thời gian một phút bắt đầu. Nhấc thử lên nè. Rồi các chị nhấc lên nha. Được, được, được. Thời gian đã kết thúc nha. Thời gian đã kết thúc. Bây giờ thì chúng tôi sẽ xem thử từng đội đưa ra đáp án của mình là bao nhiêu. Đội dịu dàng, hai chị cho rằng chiếc hộp này nặng bao nhiêu ký? 14 ký. 14 ký. Chắc chưa ạ? Chắc. Chắc chắn. Và chúng ta hãy cùng dỡ ra xem thử bên trong chiếc hộp này có những sản phẩm gì. Một, hai, ba. Chiếc hộp bí mật số 1 gồm có một áo mưa Quang Vinh, một gói mì spaghetti thương hiệu Casino, đây, 5 gói trà lại Big C, 5 tuyết kem đánh răng Big C trắng sáng, một chai nước xả vải Comfort cho da nhạy cảm, một chai dầu gội đầu Sun Silk ống mượt. Các chị nói nó là 14 kg đúng không ạ? Và trọng lượng chính xác của chiếc hộp này là 11,5 kg. Chúng ta chênh lệch là 2,5 kg. 2,5 kg xem như mình bị mất đi 2.500 điểm. Rồi đội nổi loạn. Nổi loạn cố lên, nổi loạn cố lên. Hết giờ rồi nổi loạn ơi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Nổi loạn ơi, bình tâm lại đừng nổi loạn nữa nha. Bây giờ là thời gian để nổi loạn đưa ra đáp án nha. Nổi loạn đoán chừng nhiêu ký? Bao nhiêu nè? 10. 10 mấy hay 10? Mười. Không, trên 10. Chưa trên 10. 13. 13 ký. Chà, chắc không mấy, chắc không? Chắc không? Nói đại chứ. Trời, con số 13 là con số dữ lắm á nghe. Nhưng mà mình thích là tại vì mình sinh ngày 13. Trời. Đúng rồi, mình thích con số 13. Nói luôn đi, sinh ngày 13 tháng 12 đó nha quý vị. Rồi chúng ta cùng xem thử bên trong nó có gì nào. 1, 2, 3. Cái này dịu nè má, cái này nặng, cái này nặng, cái này nặng. Chúng ta có một chai dầu gội Sun Silk ống mượt, một gói mít sấy Big C, 10 gói mì ăn liền tôm chua cay hiệu Wow, một chai sữa tắm sữa dê Big C, 4 gói trà đào hòa tan Big C, một gói bột giặt Wow. Chị Phi Phụng cho rằng 13 ký. Chính xác không anh Nghĩa? Và tổng trọng lượng của chiếc hộp bí mật này là 14 trừ 1 còn 13. Nổi loạn lên má, nổi loạn lên. Nổi loạn lên 13 đứng tụi nó hơi vậy. Chúc mừng, chúng ta đưa được đáp án hoàn toàn chính xác. Vậy là đội nổi loạn bảo toàn số điểm là 5.000 điểm. Rồi cá tính. Nãy thử rồi phải không? Em đâu thử tạ đâu, mùa thử tạ. Nhưng mà không thử tạ nhưng mà em thử cái này em cũng phải nhắm được khoảng này rồi đấy. Giờ. Mình lấy trung bình rồi 10 nói đại đi em ơi. Nãy là 10. Bên kia 11,5. 11,5. 13. Rồi, số trung bình 12. Cái kỳ vậy? Em vậy đó, em ăn thua rồi, em đặt cái vậy đó. Đây là 11,5, đây 13. Ừ. Giảm lấy 12. Trời ơi, chứ gì ai vua vậy trời. Lấy trung bình, lấy trung bình. Không được, ai vua bởi vì ta bán già ua. Rồi, quyết định cuối cùng là 12 ký nha. Hên xui. 1, 2, 3.
Chúc mừng may mắn. Chúc mừng may mắn. Trời ơi, anh không biết rủ 12 cái gì. May mắn rồi, may mắn. Chiếc hộp của đội cá tính là 4 chai nước mắm tỏi ớt thương hiệu Bixi, 2 kg, 1 mũ bảo hiểm thương hiệu Chita, 8 kg, 1 gói bột giặt Bixi 3 tác động, 9 kg rưỡi, 5 gói trà xanh thương hiệu Bixi, 12 kg. Em đóng 12 kg. Đúng rồi, chính xác. Đổi lộn, yêu cá tính, chính xác. Đúng rồi, rồi giờ chăn vô. Lành quá, lành quá. Vậy đổi ta, đổi tôi cứ thi với mình mà tự nhiên ủng hộ kỳ kỳ vậy. Có người ta ủng hộ lại. Rồi, kết quả cuối cùng là bao nhiêu Quốc Dũng? Tổng trọng lượng của chiếc hộp số 3 là... Mười... 2 kg. Lấy chung mình, lấy chung mình. Và bây giờ Dũng ơi, dạ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Và vòng này rất là quan trọng. Còn một điều mình chưa thông báo cho ba đội chơi. Các chị ơi, tất cả những cái món vật dụng này ở đây có trong chiếc bí mật đều là món quà mà chiếc linh dành tặng cho tất cả các chị. Còn bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bước vào vòng thi thứ hai mang tên thử tài cân đúng. Bixi hân hạnh giới thiệu nhãn hàng riêng thời trang BF, thời trang cho cả gia đình. Hãy đến ngay siêu thị Bixi để lựa chọn những bộ trang phục BF cho cả gia đình. Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 2 của chiếc cân may mắn được mang tên Thử tài cân đúng. Ở đây chúng ta có 3 quả cân. Theo luật chơi thì đội nào điểm cao nhất ở vòng 1 sẽ được quyền lựa chọn quả cân cũng như vị trí đứng của mình. Nhưng ở vòng 1 thì hai đội cá tính và đội nổi loạn điểm số ngang bằng nhau. Thì bây giờ hai bên quánh tù xì đi. Hay như bên nào chiến thắng thì bên đó được quyền lựa chọn chỗ đứng trước. Máy với 10 đi. Đại diện đi. Máy với 10 tù xì. Đó, ba lường tôi được rồi. 1, 2, 3. Không có, không có, em nhường, đội em nhường. Đổi nhau, có chuyện nhường đây nha. Nói cho biết trước luôn nha, trong 3 quả cân ở đây, có 1 quả cân có chứa những phần quà may mắn bên trong. Nếu như đội cá tính mà may mắn lựa chọn được trúng quả cân đó, thì sẽ có những phần quà đặc biệt từ phía chương trình. Rồi bây giờ mời chị Thúy Mười lựa chọn. 3, 2, 1. Em đứng giữa đi. Đứng giữa đi. Em cũng nghĩ như 10 vậy đó. Rồi, mời về vị trí cũ. Chọn xong rồi đã, rồi mới đi nha. Tiếp theo, đội nổi loạn, muốn chọn vị trí nào? Lựa đi. Lựa đi, lấy bên đây liền. Cho người ta hối hận. Trời đất ơi, đi lựa chỗ đứng thôi đó. Mình phải người số 1 thôi. Là vị trí cũ đúng không? Không phải vị trí cũ, nãy đây. Vậy là đội dịu dàng sẽ nằm ở vị trí số 3. Rồi, xin mời hai đội còn lại chúng ta di chuyển về vị trí mới của mình nha. Xin mời, đội dịu dàng. Trong mỗi quả cân chúng ta đây có một cái đề bài. Và đề bài đó yêu cầu chúng ta hãy mang về những sản phẩm mà có mặt trong gian hàng phía sau lưng các chị ở đây nha. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái đề bài đó có yêu cầu về cái trọng lượng nha. Phải mang về các sản phẩm đó làm sao mà nó đúng hoặc nó gần đúng với cái trọng lượng đó. Đội chơi nào có sai số ít nhất sẽ được cộng 1.500 điểm, có sai số ít tiếp theo sẽ được cộng 1.000 điểm và đội còn lại không được cộng điểm. Kết thúc vòng này chúng ta sẽ tổng kết lại điểm số của vòng 1 và vòng 2. Nếu như đội nào mà điểm số thấp nhất sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Đội nổi loạn sẽ là đội thi trước. Ở vòng thi này chúng ta chỉ có 2 phút mà thôi. 2 phút. Dạ. Bây giờ mời chị hãy khui quả cân của mình lên. Cho khui ha. 1, 2, 3. Nặng quá. Nặng quá. Má ơi, nhích lên. Nhích lên. Trời, đọc đi là cái gì đây? Quả cân may mắn. Chúc mừng bạn đã nhận được 2 bộ thời trang nhãn hàng BF của Bixi. Wow, yeah. Có bao giờ nghe về nhãn hàng BF của Bixi bao giờ chưa? Thì nghe nói đó nhưng mà không biết là sao nữa, giờ thấy mới tin. Bây giờ thì nói rõ cho hiểu rồi nha. Nhãn hàng may mặc BF của Bixi được tạo ra nhằm đáp ứng các nhu cầu nhiều lứa tuổi, thời trang nam nữ bao gồm trang phục lót, trang phục mặc ở nhà cho đến trang phục trẻ sơ sinh, bé trai và bé gái. Nghe kịp không? Nghe kịp. Đó, cái đồ mà đồ quà cho tặng là nghe kịp hết. Đúng. Các sản phẩm nhãn hiệu BF được sản xuất tại Việt Nam và phát triển với các tiêu chuẩn và kiểu dáng chất lượng các nhãn đề ra bởi Bixi nên có nét đặc trưng riêng như được bán tại hệ thống siêu thị Bixi.
Thời trang BF theo tiêu chí thời trang cho cả gia đình với đa dạng chủng loại sản phẩm phục vụ cho mọi thành viên trong gia đình. Đặc biệt nhân dịp ngày phụ nữ, nhà hàng BF giới thiệu một số bộ trang phục dành cho phái nữ như quý vị thấy ở đây. BF có hai dòng thời trang chính. Gam hàng BF Estetato hay còn gọi là BF cơ bản. Như trong chiếc hộp này là gam hàng được bày bán thường xuyên với các sản phẩm cơ bản phục vụ cho nhu cầu ăn mặc hàng ngày của mọi người như dạo phố, công sở cũng như vận động thể dục thể thao. Gam hàng BF Style hay còn gọi là NF theo chủ đề bộ sưu tập được phát triển theo chủ đề phù hợp với xu hướng thời trang trên thế giới và chọn lọc nó phù hợp với thị hiếu người Việt Nam. Những bộ sưu tập được bán trong thời gian từ 1 đến 3 tháng. Hiểu kịp không? Hiểu kịp. Nó nghe nè, nếu không hiểu kịp tới Bixi nhờ ta tư vấn. Má con thấy anh ghé đứng gần, má hình như là sắp nổi loạn rồi. Và bây giờ là yêu cầu mà chương trình đề ra cho đội của chúng ta đây. Trong khoảng thời gian chỉ có 2 phút thôi nha. 2 phút nhé. Chúng ta phải mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng của nó là 29 kg, gồm có một sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Điện máy. Điện máy. Một điện máy. 4 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Thực phẩm. Thực phẩm. Và 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Chuẩn bị. 2 phút bắt đầu. Vô má lẹ. Cái nào má, cái nào? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, phải cầm lên thử xem nó bao nhiêu ký. Thử ký má. Bao nhiêu ký? Nhắm thử bao nhiêu? Ở đằng kia. Cầm thử xem bao nhiêu ký rồi phải nhẩm tính cộng lại. Tao lấy lại được. Không có lấy lại. Phải nhẩm tính, nhẩm tính. Còn điện máy chưa đấy nha. Đủ rồi. Bao nhiêu rồi? Chậm tính lại coi. Lấy cái quạt đi, lấy cái quạt. Cái quạt nặng đó nha, quạt nặng có chừng dư nha. Nè, cái ông lấy mấy cái này nè, dễ nhẹ nè, mấy cái tố nè. Rồi. Đủ chưa? Thời gian cũng đã hết rồi đó. Mình xem thử có những sản phẩm nào nha. Máy xay sinh tố Sun House. Đầu DVD Wow. Nước lau sàn Big C. Dầu đậu nành Big C. Nước mắm tỏi ớt Big C. Trà bí đao Wonder Farm. Lò vi sóng LG. Bánh quy Big C. Bột giặt Omo. Xem như là đầy đủ tất cả mặt hàng ăn uống rồi chơi gia dụng, cái gì cũng có hết. Một lát nữa chúng ta sẽ biết rằng những sản phẩm mà đội chúng ta lựa chọn tổng trọng lượng là bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân của đội cá tính. Ra bây giờ chị để tay đây. Nhấc lên nha. 1 2. Ui! Cơ nó nặng hú hồn luôn đó. Chưa đọc gì hết. Cho coi ạ. Rồi coi chi đọc cho nghe. Trọng lượng yêu cầu mình mang về là 29 kg. Vô. Trong trời vòng ơi. 2 phút. Sản phẩm yêu cầu phải có là 4 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng. Vâng, 2 gia dụng. 2 gia dụng. 1 sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. 1 điện máy. Đi vậy vô tắt đi. Giờ. Rồi. Thì 2 phút của chúng ta bắt đầu. Chạy tiếp. Chạy đi. Chạy vào. Bê đi, bê đi. Chọn chưa? Chọn chưa? Chị chọn chưa? Sợ nhéo. Rồi. Có điện máy. 2 gia dụng. Cái này điện máy hả? Này là gia dụng. Đúng rồi đó, cái lấy đại mà. Lấy giấy chưa? Chọn là phải lấy giấy. Bốn cái lận. Lấy thùng bánh đi. Tiếp còn gì nữa? Anh lấy chưa? Tàn hủy đây một cái thôi chứ. Một cái thôi. Mỗi sản phẩm đây một cái thôi. Đủ chưa? Ông đừng cỡ 20 ký rồi, giờ lấy mấy ký nữa thôi. Nhanh lên. Lấy đi. Nhanh lên. Một người cộng lại. Lại chung điện nè.
Rồi. Rồi trả về. Trả về. Hết giờ rồi. Để coi đội cá tính mang về bao nhiêu sản phẩm nha. Máy xay sinh tố thương hiệu Wow. TV Samsung màn hình 32 inch. Trời ơi. Bộ nồi hợp kim nhôm thương hiệu Big C. Dầu đậu nành thương hiệu Big C. Trà bí đao Wonder Farm. Nhiều vậy. Nước mắm tỏi ớt thương hiệu Big C. Lấy đâu ra nhiều vậy? Bột giặt ba tác động thương hiệu Big C. Hết cái siêu thị luôn mà. Bàn ủi thương hiệu Wow. Nhiều vậy. Lò nướng Sơn Hôm. Trời ơi. Một cái nồi cơm điện thương hiệu Wow. Rồi coi như là về lần này là mình bỏ luôn cái tiệm tạp hóa luôn đó nha. Bán đầy đủ đồ gia dụng hết. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình cá tính mà. Lúc nào mình phải cá tính, mình phải thật là bình tĩnh ha. Một lát mình sẽ biết kết quả mình đi về đâu. Còn bây giờ mình đi qua bên kia với đội dịu dàng. Đội dịu dàng. Bây giờ thầy cô để tay lên nhất lên nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Trọng lượng mà đội dịu dàng phải mang về là 29kg. Vẫn trong thời gian tối thiểu là 2 phút. Sản phẩm yêu cầu cần phải có 2 sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 4 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Vậy đội chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2 phút dành cho đội dịu dàng. Bắt đầu. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Mấy ký, mấy ký. Gia dụng bên này điện máy. Cái này điện máy, gia dụng đây. Gia dụng là bên đây. Ở đây nè. Mấy ký. Hai sản phẩm gia dụng lận. Bếp ga không? Bếp ga không? 4 cái. Rút. Rút cái rỡ. Rút giấy. 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Mấy ký. Đúng rồi. Lấy dầu ăn, lấy mắm cho nè. Ở đây. 3 kg. Bao nhiêu rồi? 3 kg. Cái gì? Cái này khoảng 3 kg. Đủ vô. Dạ. Thấy không? 3 kg. Coi chừng hơn á nha. 1 kg. 6 kg à? 6 kg luôn. Nhanh lên. Lấy gì đúng. Đúng rồi. Vậy em mới thấy là những người phụ nữ đã vất vả cực khổ như thế nào khi đi chợ hoặc đi siêu thị. Nhất là những ngày mà có giảm giá đó, sale off này kia 50-70% là người ta đi mua rất là nhiều. Phải thậm chí phải đôi khi phải tranh giành mới có được những sản phẩm đúng như ý mình. Và bây giờ chúng ta xem thử nha, với đồ dịu dàng. Tên dịu dàng chứ đi chợ gì rồi cũng không có dịu dàng lắm. Lò nướng Durastar. Bộ nồi hộp kim nhôm Big C. Bánh quy Big C. Trà bí đao Wonder Farm. Bánh quy Big C. Nước lau sàn Big C. Bột giặt Omo. Lò nướng Sun Home. Lò vi sóng LG. Dầu đậu nành Big C. Trời ơi. Đậu này cũng lời chắc luôn. Rồi chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát để biết kết quả cuối cùng. Hoạt động hấp dẫn nào sắp diễn ra? Cuộc thi người đẹp qua ảnh trong hành trình tôn vinh vẻ đẹp Việt. Bạn yêu thích làm đẹp và tự tin thể hiện trước ống kính? Hãy tham gia cuộc thi bằng cách gửi ảnh kèm phiếu dự thi theo mẫu về ban tổ chức từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2013. Đặc biệt, MC Tùng Leo và ca sĩ Bảo Anh sẽ trực tiếp đến siêu thị Big C để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Đêm gala chung kết trao giải sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2013 tại Big C Trường Chinh. Tham khảo chi tiết tại website hoặc cổng năng mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc. Big C, giá rẻ cho mọi nhà. Thưa quý vị khán giả, bây giờ thì đại nghị đã có kết quả trong tay rồi. Trước tiên sẽ công bố kết quả của đội nổi loạn. Phải qua đây đứng kế bên mới được. Nghe tim đập. Đội nổi loạn, chương trình chúng tôi yêu cầu các bạn mang về tất cả là 29kg.
các bạn đã mang về tổng trọng lượng là 27,4 kg, chênh lệch 1,6 kg. Chúc mừng. Còn hai đội nữa. Đội cá tính yêu cầu mang về 29 kg và đội cá tính ham lời nha. Bởi vì hai người đều lấy bóc lấy hốt rồi kìa, không có ai tính hết trơn cội đó, thành ra tới 32,6 kg. Lố 3,6 kg. Đội dịu dàng, xem thử nha. Đội dịu dàng theo đánh giá riêng cá nhân của Đại Nghĩa thì lố còn lậm hơn nữa. Yêu cầu 29 kg thì đội dịu dàng mang về 39,3 kg. Lố 10,3 kg. Lố 10 kg chứ có bao nhiêu đâu. Vì thế cái đội mà có sai lệch ít nhất ở vòng thi này đó là đội nổi loạn, được cộng 1.500 điểm. Đội cá tính sai lệch ít tiếp theo được cộng 1.000 điểm. Và dịu dàng ơi, dịu dàng, dịu dàng dễ dàng quá, dễ dãi lựa chọn quá, thành ra cuối cùng dịu dàng đi về không được cộng điểm nào cả. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay hai thành viên của đội dịu dàng tại đây. Xin cảm ơn hai chị đến với chương trình, và bây giờ xin mời hai chị lên phía trước để nhận phần quà từ chương trình nha. Xin mời ạ. Đây là xe quà của đội dịu dàng. Chúng ta xem thử gồm có những sản phẩm gì nha. Một nồi cơm điện, wow. Một bàn ủi hiệu, wow. Một chảo chống dính. Một bộ nồi hợp kim nhôm. Hai kiện dầu gội clear. Hai chai nước xả vải Comfort. Hai kiện bánh quy top cat phô mai. Một thùng phở gà. Trời ơi, đọc quà là mệt rồi đó. Hai chai dầu đậu nành Big C. Hai túi bột giặt Omo. Và đó là tất cả phần quà mà chương trình dành tặng cho hai chị khi đến với chương trình này. Và bây giờ xin mời đội dịu dàng đẩy thùng quà dung văn dung vẻ đi về. Vâng, xin mời hai chị ạ. Xin chào tạm biệt hai chị nha. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi dành cho khán giả. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mang đến đây một sản phẩm, sau đó sẽ có 3 vị khán giả giơ tay để đoán xem sản phẩm đó nặng bao nhiêu. Ai có số sai lệch ít nhất sẽ nhận một phần quà đặc biệt từ chương trình nha. Để em lấy sản phẩm đó. 1, 2, 3. Trời ơi, chắc nặng lắm đây. Quốc Dũng bự con vậy đó mà khiêng cái lò này có bộ là rất là vất vả. Đây là cái lò nướng hiệu Samsung nha quý vị. Rồi bây giờ quý vị khán giả nào có thể cho Đại Nghĩa biết chiếc lò nướng này nặng bao nhiêu ký? Bao nhiêu ạ? Rồi, chàng trai đang đứng kìa nhiệt tình nhất. Rồi, mời bạn. Dạ, em tên Nguyễn Thanh Ngân ở quận Gò Vấp. Dạ, em xin đoán là 5,5 kg. 5,5 kg, cảm ơn bạn rất nhiều. Ai, còn ai nữa? Dạ, con mời cô mặc áo hồng. À, tôi tên là Phương ở quận 8. Tôi xin đoán cái lò đó là 5,2 kg. 5,2 kg. Rồi, thêm một khán giả nữa, con mời bà. Rồi, tôi tên là Hòa ở quận 12. Tôi chỉ xin đoán cái lò đó là 6,5 kg. Và trọng lượng của chiếc lò này là 6,5 kg. Xin chúc mừng. Con xin tặng cho anh Nghĩa ơi. Bây giờ khán giả ở trường quay được chơi rồi, vậy còn khán giả xem đài thì sao? Dĩ nhiên cũng sẽ có những phần quà đặc biệt dành cho khán giả đang xem chương trình truyền hình qua màn ảnh nhỏ. Chúng ta hãy cùng đến với một đoạn phim ngắn và sau đó hãy trả lời câu hỏi mà chúng tôi đưa ra nha. Quý vị ơi, hôm nay Thanh Trúc đến đây để mua một cái bếp điện từ và một cái nồi lẩu. Nhưng chúng không biết là trọng lượng của cái này là bao nhiêu ký. Đúng quý vị khán giả. Câu hỏi kỳ này, diễn viên Thanh Trúc đã mua chiếc lò vi sóng nặng bao nhiêu ký? Đáp án A 10 kg, B 13 kg, C 15 kg. Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp CCMM khoảng trắng đáp án gửi về 6566. Trong đó CCMM là viết tắt của chiếc cân may mắn. 3 vị khán giả có đáp án đúng và được quay số ngẫu nhiên sẽ có cơ hội nhận được 3 phần quà có giá trị. Kết quả sẽ được công bố vào thứ bảy tuần kế tiếp trên Today TV.
Mọi chi tiết truy cập website www.todaytv.vn. Vâng, xin chào mừng quý vị đang đến với vòng 3 được mang tên Sự Cân Bằng Hoàn Hảo. Ở vòng 3 này, chúng ta sẽ phải cân một thành viên trong đội của mình. Và sau đó, chúng ta sẽ đi lựa chọn những sản phẩm nào đó mà miễn sao tổng trọng lượng bằng hoặc là gần bằng với trọng lượng của cái thành viên đội bên kia. Bây giờ mỗi một đội hãy cử một đại diện để lên cân. Bên đây là chị Phi Phụng phải không ạ? Là bao nhiêu đây? 57,12,14. Coi như mình làm tròn 57 kg. Wow. Bao nhiêu đây? 53,72. Mình làm tròn là 54 kg. Như thế là đội nổi loạn yêu cầu các bạn hãy mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng là 54 kg. Chúng ta được quyền xê dịch trên 3 kg hoặc là dưới 3 kg. Ví dụ như các bạn có thể mang về sản phẩm trong vòng là đến 57 kg hoặc là 51 kg, nhưng mà chỉ cần lố thêm 100 g hay là nửa 100 g thôi là coi như mình thua cuộc ha. Còn nếu như mình chiến thắng cái vòng thi này thì tất cả những sản phẩm mà chúng ta mang về, chúng ta sẽ mang về nhà chúng ta luôn. À, hấp dẫn không ạ? Anh vậy trong vòng này ở hai đội nổi loạn và cá tính gì, đội nào thi trước? Dĩ nhiên là phải là đội nổi loạn, bởi vì đội nổi loạn là đội cao điểm hơn ở vòng thi trước. Các bạn sẽ phải thi trước trong khoảng thời gian là 3 phút. Cần phải phân chia công việc một cách hợp lý và khoa học nha. Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian. Yeah. Thời gian bắt đầu. Cái gì má? Cái nào? Cái này. Cái này. Vâng luôn. Vâng kia đây đi. Rồi, chạy lên coi. 20 kg nữa. Cái lồng phía sau màu trắng. Nhiều rồi. Nữa là 34 à. 34 chứ. Nhiều rồi. 33 kg. Mấy? 33 kg rồi má, 33 kg. Rồi cấp điện. Má ơi, 33 kg. Rồi cấp điện. Rồi. Điện nửa ký à? Lấy không? Cái này là 3 kg. Mấy ký? 3 kg. Coi lại chưa đủ chưa? Thử lại. Trời ơi. Trời ơi. Còn mười mấy ký nữa hả? Mười mấy ký nữa cái gì? Thử lại coi. Đếm lại, tính lại đi. Ôm lại. Mấy ký mà? 27 nè. 27 này cho 7-8 ký nè. Bây giờ rồi. 46 ký rưỡi. Còn lại 59 ký rưỡi. Cái này đi. Tính coi nhiêu. Cái lò nướng rồi nè. Cái lò nướng trả lại không lúc trả lại rồi, thấy luôn. lò nướng trả lại hay mà. Lại đi, hồi quá. Nhiều rồi. Nhậm tính đi. Một cái thôi. Rút ra kiểm tra coi có cái lò nướng này chưa, có cái lò nướng, cái tờ giấy lò nướng chưa. Mấy cái này bỏ lại. Rồi, sắp bây giờ rồi, nhanh lên. Cái gì? Đã rồi chưa? 5. Nhanh lên. Rồi cấp điện. 5. 4. Chưa dạ. 3. Rồi bây giờ. Rồi nữa. 2. Rồi. Hết giờ. Trời ơi. Chúng ta xem có những sản phẩm nào nha. Lò nướng Sun Home. Lò vi sóng LG. Máy xay sinh tố Sun House. Nồi cơm điện Wow. TV Samsung. Máy giặt Toshiba. Một lát nữa chúng ta sẽ biết rằng tổng trọng lượng của những sản phẩm này bao nhiêu, nó có ngang bằng với trọng lượng của bạn Hạnh bên kia hay không. Còn bây giờ lại đến đội cá tính. Sao vậy? Sao đội cá tính sao giờ hết cá tính mà cười hoài vậy? Hồi nãy bị hố vòng người vòng nãy giờ thấy sợ. Sao bị hố? Thì bởi vậy mình phải rút kinh nghiệm, đúng không? Phân chia công việc rõ ràng hợp lý thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị hố như hồi nãy nữa. Đang đã đứng phân chia công việc rồi. Đội cá tính sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu vậy thì 3 phút bắt đầu. Yeah. Lấy cái gì đi?
lấy cái gì, lấy cái gì? Vi luôn luôn là một sản phẩm ghi nha, ghi vô khoảng bao nhiêu ký? Nè, lấy giấy. Lấy giấy đi, nhiêu ký? Người mẫu TV. Chấm khoảng nhiêu ký? Trời ơi, cái đó là cái gì vậy? Chấm loa. Thôi, lẹ lên cho bà bút bà. Cái này nhiêu ký? Trời ơi, lấy là phải lấy cả cái dàn máy bên đây nữa nè. Lấy không? Âm ly. Nè. Bé cái này phải không? Trời. Thôi em. Bao nhiêu? Bao nhiêu ký? 3 ký. 3 ký thì 3 ký là sao? Lấy một cái quạt thôi, để chia hai cái quạt. À lấy để chia cho dễ hả? Ủa mà giấy nè, không giấy. Đầu DVD nè. Có la lấy đầu đĩa chứ. 7 ký. Đi chợ. Rồi nè. Rút giấy em, rút giấy. Ghi vô. Nè. Trời ơi. Lo nướng. Trả lại TV chưa? Sắp hết giờ rồi. Lấy bếp điện từ đi kìa, nồi cơm điện kìa. Bếp điện từ có luôn. Nồi cơm điện có chưa? Lấy cái nồi cơm điện đi. Rồi lấy nồi cơm điện hả? Rồi, còn một ít thời gian, cộng lại xem, kiểm tra lại xem, cộng lại xem. Kiểm tra phiếu nữa. Nè, đó, nguyên bộ của nó đó. Trời đất ơi. Bên kia người ta đi chợ gọn ghê không? Bên đây đi chợ bài thấy sợ luôn vậy đó. Ủa, còn cái này là cái gọi là cái gì? Bình nước. Rồi lấy về hỏi cái này là cái gì? À, lấy xong giờ biết này là cái gì, lấy chi trời. À, tìm tập quá, cá tính lấy về những sản phẩm như sao? Nồi cơm điện, thương hiệu Wow. Bếp điện từ Kangaroo, bình lọc nước Caribbean, TV Toshiba, bộ nồi hộp kim nhôm thương hiệu Big C, quạt lửng Asia, quạt hộp Li Fang, âm ly Dalton, loa Guinness, máy xay sinh tố thương hiệu Wow, lò nướng Durastar. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng với hai đội đến với chiếc cân để xem thử mang sản phẩm về có cân bằng với trọng lượng của người bạn nữ đội mình hay không nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên cân. Bixi hân hạnh giới thiệu nhãn hàng riêng thời trang BF, thời trang cho cả gia đình vừa ra mắt trong tháng 10. Bộ sưu tập thời trang nam nữ BF Style với nhiều mẫu mã độc đáo theo xu hướng thời trang hiện đại. Những mẫu trang phục BF Essentials thông dụng, phục vụ nhiều lứa tuổi, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Hãy đến ngay siêu thị Big C để lựa chọn những bộ trang phục BF cho cả gia đình. Big C, giá rẻ cho mọi nhà. Vừa rồi chúng ta đi siêu thị rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng đúng không? Bây giờ thì cảm giác của các bạn như thế nào khi chúng ta chuẩn bị cân những sản phẩm của mình? Lộc? Dạ, rất là hào hởi và... ước là hôm nay đem về nhà. Bây giờ nghĩ đi, nếu như mang về nhà được làm sao chia đây, không lẽ cái máy giặt chẻ đôi ra, thì gì chẻ đôi ra. Dạ má quyết định hết. Thì bây giờ nhà tôi rộng, nhà tôi để đồ bên nhà tôi rồi, nó không cần nếu giặt đồ qua đây. Dạ, giặt đúng rồi. Thôi thôi tiện ghê ha. Rồi lẽ cái nồi cơm điện làm sao thì nấu ở đây rồi nấu qua ăn vậy thôi à. Anh nhà má nó ăn ngon lắm, biết vậy lời em nữa. Thôi được rồi, thử xem các bạn có mang được những sản phẩm này về hay không cái đã. Ai xin mời chị Như Hạnh bước lên. Chị Hạnh ơi, thành bại là nhờ chị. Chương trình yêu cầu là đội nổi loạn của chúng ta phải mang về tổng trọng lượng là 54 kg. Và sản phẩm mình mang về nhìn thấy cũng hơi ít một chút. Không biết rằng nó có đủ 54 kg hôm nay, nó có dư thừa gì nhiều lắm hôm nay. Không biết, này hơi xui. Với lại và may mắn, nếu mà mình được thì là mình may mắn vậy thôi. Từ đầu giờ thấy mình may không chị? May. Nghĩ mình may. Số 13 là may đó hả? Dạ. Vậy. Ai kỳ số 3 với tôi rất thích số 13. Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm nha. Chúng ta sau 3 tiếng đếm thì cái chiếc cân này nó sẽ khởi động. Dạ. Và mời chị Phùng và Lộc nhìn ra phía sau nè. Dạ. Thấy hiện nay đang là một cái vòng đèn màu xanh lá đúng không? Dạ. Nếu như cái vòng này nó chuyển sang màu xanh đậm hơn một chút. Dạ. Nó đẹp hơn, nó tươi hơn á, thì xem như là mình nằm trong vòng an toàn. À. Mình chiến thắng. Dạ. Và ở trên bảng điện kia nó sẽ thể hiện cái số chênh lệch. Chênh lệch bao nhiêu ký, chênh lệch bao nhiêu, nó hiện lên đó hết. Dạ. Mình nhìn mình biết mình thắng hay không. Rồi. Chương trình cho chúng ta chênh lệch trên dưới 3 ký mà đúng không nào? Dạ. Rồi, bây giờ sao? Ai đếm? Thầy quyết tâm á.
1, 2, 3. Yeah! Khởi động chiếc cân nào. An toàn. Thử xem màu gì. Màu xanh lá. Chị Bông nhìn xem bao nhiêu ký? Chênh lệch chỉ có 0,5 ký mà thôi. Có nghĩa là tổng trọng lượng sản phẩm này là 54,5 ký. Hay quá. Như vậy có nghĩa là mình đã có thể là mang tất cả những sản phẩm này về nhà rồi. Mang thẳng về nhà của chị Phi Phụng rồi. Phải nói rõ lại điều đó. Minh Lộc có thể qua xài ké rồi. Cho Phi Phụng nói một cái lời là rất là vui khi được tham gia cái trò chơi này. Và đây là chiếc cân may mắn thì mình thấy là mình thật sự là may mắn đi chơi mà thử em quà về nhà thức quá. Bây giờ thế này, mình hãy kìm hãm, mình kìm hãm cái sự vui của mình lại một kìm chút nha, lại, kìm để mình đến với đội của cá tính nữa chứ. Đội cá tính bây giờ cũng phải cân, mà chị là người lên cân đó. Oh yeah. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần lên cân của đội cá tính. Chị ơi, nhìn xem thấy cô ấy ngồi trong đó bây giờ cảm giác chị thế nào? Rất là hứng khởi để đánh chơi, nhưng mà bây giờ trong lòng thì nó hơi hồi hộp chút. Hồi hộp là không biết mình có đủ số ký hay không, hay là không đủ, nó hơi hộp chút xíu. Nó hơi hồi hộp chút phải không? Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó hết hồi hộp nha. Mình phải giật chiếc cân cho nó khởi động luôn rồi biết ngay lập tức thôi. Nếu như mà chiếc cân này chị Phụng bị đẩy văng lên trời đó thì biết là cái mình mang về nhiều quá nó nặng ha. Còn nếu như bên đây mà chị Phụng chỉ trĩu xuống đó thì biết là bên đây mình còn thiếu ký. Rồi chuẩn bị đếm nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Trời ơi, nghệ sĩ Phi Phụng đoạt lên trời. Trên lệnh 5 ký. Ôi, như vậy có nghĩa là những sản phẩm bên đây của chúng ta đã lố hơn 57 ký rồi. Vậy là có được là 62 ký. Bởi vì mà 60 ký là vẫn còn được trong vòng an toàn. Tiếc quá, nhưng mà biết sao được, cuộc chơi của chúng ta là như thế. Rút kinh nghiệm cho những lần chơi sau. Chịu khó giờ đi chợ lại. Xin mời ca đội chơi chúng ta cùng tiến ra phía trước để nhận những phần quà của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã có một buổi thật vui cùng với các nghệ sĩ đi siêu thị Big C để mang về những phần quà thật là hấp dẫn. Với đội nổi loạn của chị Phi Phụng và Bích Lộc đã nhận được những phần quà do chiến thắng ở vòng thi cuối cùng. Còn đội cá tính của chị Thụy Mười và Như Hạnh thì cũng sẽ có những phần quà mà chương trình gửi tặng, xem như là lời cảm ơn các bạn đã đến với chương trình mang niềm vui tiếng cười đến cho tất cả mọi người. Và phần quà mà các bạn nhận được đó là một bếp điện từ wow, một bàn ủi wow, một nồi cơm điện Kangaroo, một bộ nồi hộp kim nhôm Big C, một chảo chống dính Big C, hai kiện bánh quy top cake nhân sô cô la sữa, hai chai dầu ăn Big C, hai kiện hạt nêm Big C, hai lớp kẹo Sugars hương cam, hai túi bột giặt Big C. Những phần quà cũng rất là hấp dẫn không ạ? Và những phần quà này chắc chắn rằng sẽ mang đến cho gia đình chúng ta những buổi ăn ngon và những cái sản phẩm thật sự hữu ích cho gia đình của mình. Vâng, và cho chị Phụng cho em hỏi là cảm giác của chị hiện tại đứng trước một đống quà mà do mình chiến thắng, cảm giác của chị như thế nào? Ơi, cảm giác rất là vui và sung sướng. Tại vì hồi nào giờ chưa có thi, mà thi cái là thắng lên thành thật vui lắm. Trước khi chương trình kết thúc thì cho Phi Phụng xin cảm ơn kênh truyền hình Today TV đã tổ chức cho một cái sân chơi là chiếc cân may mắn mà do Big C tài trợ. Mọi người ơi, cái chương trình nó vui lắm. Nó đi chợ mà nó vui, mà lúc nào mình cũng có quà, thắng thua cũng có quà, vừa vui vừa có quà. Mọi người hãy tham gia chương trình này càng nhiều càng tốt nha. Và mong rằng mọi người lúc nào cũng mở kênh Today TV để coi chiếc cân may mắn, trong đó có tôi đó. Vâng, thưa quý vị, chương trình game show chiếc cân may mắn do kênh truyền hình Today TV với sự tài trợ của hệ thống siêu thị Big C. Và chương trình game show chiếc cân may mắn được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Today TV. Còn bây giờ Quốc Dũng và anh Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại. Hệ thống siêu thị Big C hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.